Gần đây trên thị trường xuất hiện loại thuốc Hatachi dành cho người tóc bạc, rụng tóc nhiều, thiếu máu, nhưng bên cạnh hàng loạt các loại thuốc khác trên thị trường thì khiến người tiêu dùng hoang mang không biết lựa chọn sản phẩm nào. Thuốc Hatachi có tốt không? Giá bao nhiêu? Mua ở đâu chính hãng? Tổng quan về thuốc Hatachi. Thuốc Hatachi là gì? Hatachi là thuốc của y học cổ truyền Nhật Bản dành cho người đã và đang có triệu chứng bị rụng tóc, tóc bạc sớm, thiếu máu. Với tác dụng chính của thuốc Hatachi là giúp làm đen tóc, đen râu, mạnh gân trán cốt, bồi bổ sức khỏe. Nguồn gốc sản xuất Hatachi. Thuốc Hatachi đây là thuốc có nguồn gốc nhập khẩu từ Nhật Bản, đã xuất hiện trên nhiều quốc gia và giúp được rất nhiều người chữa trị các bệnh về tóc. Hiện nay thì Hatachi đã xuất hiện tại Việt Nam rồi. Giấy chứng nhận của Bộ Y tế, Hatachi được xác nhận là phù hợp với an toàn thực phẩm với mã barcode là khoảng 8.000 tỷ. Thuốc Hatachi có tốt không? Để biết được xem loại thuốc này có tốt hay không thì bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua một số điểm sau đây. Thành phần chính Hatachi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe tóc Hatachi có rất nhiều thành phần tốt cho tóc. Điểm đặc biệt của thuốc Hatachi là sự kết hợp kỳ diệu giữa hà thủ ô, mật ong rừng, hắc chi ma, thục địa, hắc đậu. Thành phần thuốc Hatachi Nhật Bản chính hãng, hà thủ ô, với tên gọi quốc tế là Phylloprimantiploia, loại thảo dược này đã được đông y sử dụng cách đây hàng ngàn năm với rất nhiều tác dụng cho sức khỏe như lợi khí, kích thích cơ thể sản sinh máu, hỗ trợ bổ tinh tủy, giúp hỗ trợ điều trị các bệnh về tóc như tóc bạc, tóc rụng cực kỳ tốt, giúp cơ thể đang yếu trở nên dẻo dai và kéo dài tuổi thọ. Mật ong rừng, với tên tiếng Anh là meo, với hàm lượng lutein và glucose rất cao cùng hơn 300 vi chất dinh dưỡng cũng như các loại axit amin và men tiêu hóa khác. Với thành phần mật ong rừng này thì cơ thể bạn sẽ được cung cấp nguyên tố thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh và khỏe mạnh hơn. Giúp nhận tràng, ức khí, chống ho, đau bụng, bảo vệ cơ thể một cách toàn diện nhất. Hắc chi ma, với tên quốc tế là Geamum inocum. Loại thảo dược này chứa đến hơn 20 loại axit amin giúp cho cơ thể tổng hợp được nhiều vi chất béo cùng với các loại vitamin B, vitamin C, vitamin A, giúp bổ sung các chất như sắt, canxi giúp tóc đen và dẻo dai hơn. Thuộc địa, tên tiếng Anh là Geamum illutinoalipocher, hay còn gọi là rễ cây địa hoàng. Đây là thảo dược quý trong đông y đã sử dụng từ thời xa xưa rồi, với tác dụng bổ tinh tủy, giúp sáng mắt, đen râu, đen tóc, cơ thể cường tráng hơn. Nhưng ai hay thường xuyên lo lắng, căng thẳng, stress trong công việc và cuộc sống thì nên sử dụng hắc đậu, tên tiếng Anh là Vitna unguiculata super cylinder X, giúp bổ thận, dưỡng tim can, giúp hoạt huyết, cường gân cốt, giúp giải độc và nhận tràng, giúp điều hòa đường huyết. Với các thành phần như trên thì thuốc Hatachi mãi mãi tuổi đôi mươi. Sự kết hợp giữa các vị thuốc này sẽ giúp bạn có mái tóc đẹp và đen như ý muốn. Mua Hatachi chính hãng ở đâu? Để mua được thuốc Hatachi chính hãng thì quả thật không phải điều dễ dàng đối với người tiêu dùng. Vì thế để đảm bảo chất lượng và hiệu quả khi sử dụng, bạn hãy đặt mua tại website nhà sản xuất ở dưới mô tả của video này là đảm bảo mua hàng chính hãng 100%. Lưu ý khi đặt mua Hatachi từ nhà sản xuất, sau khi bạn điền đầy đủ thông, trong vòng 12 giờ nhà sản xuất sẽ liên hệ với bạn. Bạn sẽ được tư vấn miễn phí về sức khỏe và tóc. Bạn sẽ được dây ship toàn quốc.